Kitty xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái con game này. What? Nếu mình nên chơi liên tục á. Cô gái Hà Lan in trên màn hình của cô gái Hà Lan. Ok, không cần nhảy đâu, không cần nhảy nha các bạn. Ok, tiếp theo. Ok, chào bạn này. Mình vẫn phải nhảy nha các bạn. Trời ơi, mất chạy cái con chim này, nó chưa cho mình động mà. Uống sữa này. Xong rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi, cứ ấn này nào. Một chân lên tham nó còn hơn cả. Thăng cấp này. Ok. Rồi chúng ta cho màn này thử xem màn chướng ngại và nó sẽ như thế nào. Là một cái bể đất cả. Là một cái hố để chúng ta bị rơi xuống. Mày. Ê, anh đừng nói là mình thua gì. Nhảy. Nhảy. Nhảy, nhảy. Ừ, cái cung này nữa. Cấu thì sửa. Cái là cái khối xây gió này phải. Cô không biết đọc lên như thế nào nữa, nhưng mà chắc khối xây gió là đúng. Chắc của nhà chứ không phải thật đâu. Nó tại sao con bò này nó cũng tạo ra sữa là sao? Nút chạm mà nó lại bị thương này. Này mày nhảy cao rồi đấy. Chưa tầm mình thấy đứa nào mà nó nhảy cao. Đây game mà. Con chim này mày cấu rồi nha. Chim này, cứ đi. Dạ, cái thằng này nó có trên cặp mình. Nhưng mà mình không hiểu sao ấy. Nó từ đầu mình tưởng nó là bác nông dân già tuổi. Lúc sau mình kỹ lại nó mới trẻ tuổi như vậy là. Nghĩ là thằng này chị em. Cáu thiệt á. Thế mình nhìn nhầm con bò là người giả thành ấy.
Thì con bò nó mới đứng. Trời, có 5% mà. Ủa, mình mãi đâu có làm quá. Nhảy đi, nhảy nha. Nó nhảy cao vậy mà nó chậm chậm không biết nữa. Chẳng thua về. Ông muốn là chi là nhiều điểm nhất đó. Ok thì bye bye các bạn nha.